À, mình xin chào tất cả các cô chú anh chị em cùng các bạn nha. Thì cái ao này nè các bạn, là cái ao mà những con cá mà nó bị dạt á. Hồi trước giờ mình nuôi nhiều hầm, mình bán rất là nhiều lứa rồi. Còn lại một số cá mà nó bị chậm lớn đèo đẹt á, thì mình thả vô cái hồ này mình nuôi cũng tháng mấy 2 tháng rồi nè các bạn. Giờ mình thấy nó cũng hơi khá to nè. Giờ để mình sẽ bắt cá này lên mình bán, mình kiếm tiền ăn Tết nha. Thì các bạn xem từ từ để mình vớt lục bình lên rồi mình sẽ hút nước tự động ra cho nó cạn nước, rồi mình sẽ bắt cá cho mọi người xem nha. Thử cá nó có hôm nay nó có to lại hay không, hay là nó vẫn còn đẹp như hồi lúc trước nha các bạn. Ở trong này là những con cá mà những cá dạt mình bỏ xuống đây mình chăm lại á. Rồi bây giờ cũng Tết rồi, mình sẽ bán cái hồ này. Rồi mình sẽ lấy cái hồ này mình thả cá điêu hồng cho mọi người xem nha. Mình sẽ nuôi cá điêu hồng trong cái ao này. Mình còn bây giờ mình sẽ vớt lục bình lên mình bắt cá nha các bạn. Mình để cái điện thoại lên đây để mình vớt lục bình lên nha. Ao này nó cũng sâu lắm các bạn. Ao này nó sâu 1 mét đó nha các bạn. Mình sẽ vớt lục bình sạch lên hết rồi mình sẽ hút nước ra. Ao này nước cũng sâu lắm. Để mình ngắt cái video một cái, mình vớt cho nó. Mình vớt sạch lên rồi mình hút nước tự động ra cho mọi người xem để nó không mất thời gian của mọi người nhiều nha. Thôi các bạn, mình đã vớt lục bình lên hết rồi nè. Mình vớt mình thảy lên trên hết rồi. Giờ mình đang hút nước ra. Hút nước tự động ra. Ở bên này mình làm cái vách tuốt bên kia nên mình quay không có thấy nước nó chảy ra cho mọi người xem. Thì nói chung mình hút nước tự động lên gì thì lúc trước mình cũng có chia sẻ đến bà con đó. Cái cách này rất đơn giản, mình chỉ cần đút ngập cái ống xuống cái hồ mình, cho nước nó vô ngập ống, mình bịn kín cái đầu đó rồi mình kéo ra ngoài này rồi mình thả ra là nó chảy ra ngoài nha các bạn. Chảy ra ngoài. Đó, bây giờ mình mới múc hút ra mà các bạn thấy nó cũng giật rồi nè. Nhìn cái mí hồ biết ha. Bây giờ mình sẽ đợi cho nó cạn nước thì mình sẽ bắt cá cho mọi người xem nha. Xem thử cái cá nó có nhiều không, cá nó có to không nha các bạn. Chứ mấy cá này là mấy cá dạt không á. Lúc trước mình bán nhiều lứa, còn những cá này là người ta chê người ta còn dạt lại á. Nên mình thúc mình nuôi lại. Hôm nay mình bắt lên cho mọi người xem nha. Các bạn chờ từ từ nha. Đó mọi người, bây giờ mình đã hút được 6 phần nước rồi nè, còn 4 phần nước nữa. Các bạn xem cá là mình đi là nó đặt kẹo hết dưới giò luôn nha. Cá rất là nhiều. Các bạn thấy cá nó nhiều vậy nè, nó làm tắt nước hoài à. Tại vì nó làm bít cái đầu hút nước ra, tại mình hút nước tự động á, nên bị tắt nước hoài à. Làm cũng hơi lâu. Các bạn xem từ từ để mình hút cạn nước cho mọi người xem nha. Bây giờ mình đi là mình thấy mình đạp cá quá trời luôn. Cá nó quận nó
nó trong cái giò mình quá trời luôn nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ là nó cạn rồi, cạn cái này nữa thôi chứ không cạn được nữa nha các bạn. Còn khoảng hơn 2 tấc nước, khoảng 3 tấc nước á, cá nó kẹo hết trơn rồi, mình không thể nào lấy nước lên được nữa. Các bạn xem cá cũng rất là nhiều con, rất là to luôn nào mọi người. Cá vàng khè đẹp ha. Có một số cá rô nữa mọi người. Để mình lấy cái thao. Mình lấy thao mình xúc cá rô lên cho các bạn xem nha. Các bạn thấy cá rô nó vàng khè đẹp không? Rất là to luôn nha các bạn. Chơi nè. Các bạn thấy cá rô lại giờ con nào cũng to. Con cỡ này hết nha các bạn. Con 5-6 lạng, 4-5 lạng con. Cái chơi thì các bạn thấy mấy con này là con trên ký hết này, mấy con hơi cẩn trọng nè. Có con 2 ký mấy rồi. Trung bình lạng con khoảng 5 lạng nha các bạn. Các bạn thấy cái chơi lai là nó cũng tương tự như cá đồng nha. Tại mình nuôi ở dưới Lục Bình á, cái màu nó tối nên các bạn thấy đen đen. Chứ mình nhìn thì cũng có pha màu vàng nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Nó giống như con này là khoảng 2 ký hơn. Các bạn thấy rất là to ha. Các bạn nhìn cá rô nè, khủng khiếp không? Cá rô này con này cả ký 9 lạng nha các bạn. Cá rô lúc trước các bạn cũng biết mình nuôi là mình đem lên mình căng cho các bạn xem trực tiếp luôn đó. Có con trên ký luôn nha các bạn. Có một mình không thể bắt cá mình đem lên trên hết được. Mình quay cho mọi người xem vậy thôi chứ hồi mình bắt mình đem lên trên thì mình mới giao cho khách được nghe các bạn. Ủa, cá rô này quá vàng luôn. Thì ở đây mình bán lẻ rồi mình giao cho bạn hàng chợ các bạn. Mình nuôi hồi trước giờ mình nuôi mình không có đủ để giao cho bạn hàng đâu. Có nhiều mà mình đem ra người ta cũng lấy hết á. Mình có số lượng nhiều thì mình giao nhiều ngày. Mình nuôi giống như những cái hầm lớn vậy nè các bạn. Thì mình kéo mẻ lứ lên mình bán khoảng chừng từng lễ xong rồi hết cá thì mình kéo lên tiếp. Rồi mình cứ xây vòng mình ôm giống ở trên, cá hơi to thì mình thả vô. Thả vô hoài vậy đó. Mình bán bớt là mình thả vô, nhưng mà mình phải ôm giống ở trên trước cho nó hơi to mình mới thả chung với cá lớn được nha các bạn. Chứ mình thả với cá nhỏ mà cá giống mình mới mua về mình thả với cá lớn là bị cá lớn ăn hết nha. Mình phải dưỡng hơi to chút mình mới thả chung được giống như mấy cái bể to nè. Thì đây lúc nào mình cũng đem cá lên trên rồi mình đi giao cho bạn hàng chợ. Ngự lấy vài chục ký người ta bán. Khi nào hết thì mình cứ tiếp tục mình bắt vậy đó. Bắt lên mình gọn sẵn. Quá nhiều cá. Bạn thấy cá rô vàng khè luôn ha. Cá rô không? Cái này không to lắm nhưng mà rất là vàng. Nó không to chứ nó cũng khoảng 4 lạng trở lên nha các bạn. Con này trên 5 lạng mấy. Cái chơi cũng mấy cá này lúc trước là mình bán nhiều hầm rồi mình người ta dạt lại những cá đều đẹp á, nên mình bỏ ở đây mình dưỡng thời gian nè. Các bạn thấy giờ cá nó cũng lên rất là đẹp, rất là đều luôn nha. Nó có nhiều con, các bạn thấy là nó rất là to luôn. Cá này là dư bán hết rồi nha các bạn. Chung cá chê thì 2 lạng đổ lên là mình bán được rồi. Cái này là con này ở trong này giờ con nào nhỏ nhất là khoảng 2 lạng mấy 3 lạng nha mọi người.
rất là đã luôn. Khi nào kẹt kẹt mình nuôi sẽ dòng á, kẹt kẹt tiền mình bán mẻ. Hồ cá này mình bán cái hồ cá này đủ mình một bình mình ăn Tết rồi nha các bạn. Còn những hồ khác mình bán thêm thì mình nuôi gia đình. Nói mình không có bắt cá lên được nha các bạn, mình quay cho mọi người xem vậy thôi. Video mình đến đây xin tạm dừng nha. Mình xin cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi kênh của mình nhiều lắm. Xin chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe, làm ăn công việc thành công tốt đẹp nha. Cũng sắp Tết đến này, mình xin chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, hạnh phúc nha.